Chào mọi người, chào đồng bào. Hôm nay mình sẽ biểu diễn cho các đồng bào coi tiết mục sức công phu. Mình đã luyện tập 75 năm nay, mình cũng có thể đánh trên không, bay tới rồi bay lui và bay lùi bay tới, nhưng mà lớp chỗ nào thì mình chưa biết đâu nha. Và bay đây, và bay đây, và bay đây. Trời ơi, ghê quá bạn Ni ơi. Anh Quốc Mập anh bay đó, tôi dặn ra làm sao của cô có cái gì không ghê quá vậy, trời ơi sợ quá. Anh Quốc Mập đang bay kìa. Bạn Na ơi, bạn chạy lại cô coi, chạy gần lại. Tôi sợ quá, tôi không dám lại gần. Trời anh Quốc Mập anh bay hay quá kìa. Trời ơi, ghê quá, ghê quá trời ơi. Bạn Na, bạn chạy vô đi, bạn chạy vô. Trời ơi, tôi không dám mà, tôi sợ bạn vô đó mà nữa rồi, tôi sợ quá. Trời ơi, hay quá, anh Quốc Mập anh bay giống như Harry Potter vậy đó các bạn ơi. Bạn chạy vô đi, bạn chạy vô, có cái gì vậy, chạy gần lại đó. Chạy gần lại để mình kiếm cái bí mật coi sao hay quá vậy. Ôi, bạn tới đi, tôi không dám mà, bạn cứ xuống tôi hoài. Thôi bạn đi đi. Bạn vô đi, bạn chạy. Chạy. Đâu ơi, tôi sợ quá. Ồ, bây giờ hai đứa mình chạy luôn đi. Tôi nghi lắm, ngày sau này chắc có người nào làm cái gì đó bồng mảnh lên đó, chứ làm sao anh bay được cái như vậy. Tôi với bạn chạy thôi. Bây giờ mình chạy thôi, mình khám phá cái bí mật này ra rồi. Cắn đi, bạn cắn cái khăn kéo đó. Ừ, tôi lại, tôi kéo, nhanh đi. Bạn kéo, ừ, tôi kéo mạnh lên, kéo mạnh ra để mình coi cái gì. Kéo ra. Ồ, trời ơi, tào lao. Cũng được rồi, bề mắn rồi.